Vậy là theo giờ của Việt Nam chúng ta thì chiều nay tựa game Katana đã chính thức ra mắt bản C. Bản này là bản C nha, còn bản Global hình như ra rồi hay sao anh em? Mình không update thông tin về cái bản Global của tựa game này lắm. Và ngày hôm nay thì chúng ta có bản C. Bản C là bản ở các cái quốc gia như Singapore này, như Thái Lan này, như Indo vân vân. Còn duy nhất ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại tựa game này vẫn chặn IP, không thể nào mà chơi được em nha. Tuy thế thì video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách tải tựa game trên PC, trên Android và trên iOS đầy đủ cho anh em để em có thể là trải nghiệm tốt tựa game này. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm cái quần què gì? Click vào cái phần emo cái gì đó. Rồi, ở đây có các cái vật phẩm chúng ta cần phải làm theo hướng dẫn. Game này sở hữu cái đồ họa là mình thấy nó hơi tối một xíu nha. Và tuy thế là bản PC trước mặt anh em đây thì game khá mượt. Bây giờ thì mình phải set up lại một xíu. Còn game này cho phần setting đồ họa rất là chỉnh chu em nhé. Về phần setting thì chúng ta sẽ click vào cái chỗ quần què nào đây. Đây, ở phần setting này. Ở đây nó có cái phần video. Anh em có thể set up cái đồ họa sao cho hợp lý với máy điện tính của anh em, máy điện thoại của anh em. Ngoài ra thì ở đây có cái phần control. Ok. Không để cho nó hiện cái nút giống như ở trên bản mobile nữa anh em nhé. Còn nếu mà anh em muốn hiện cái con trỏ chuột ở trên PC, anh em có thể ấn cái từ Alt sau đó thì ấn lại phát nữa để mà nó mất con trỏ chuột, là nó sẽ dễ dàng chơi ở trên PC hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một chút cái vật phẩm nữa. Cái emo là cái gì vậy? Hết đạn anh em ạ. Rồi, đã xong cái phần hướng dẫn. Bản Việt Nam thì sắp tới sẽ được Gazana phát hành. Tuy thế thì chúng ta cũng chưa chắc chắn được 100% là Gazana sẽ phát hành ở Việt Nam. Có thể là Gazana phát hành ở bản C thôi. Chứ còn lại ở bản Việt Nam chúng ta biết đâu nhà phát hành khác lại thầu thì sao? Cái này chúng ta hãy cùng chờ đợi đấy cái thời gian sắp tới xem thế nào nha. Body cái gì đấy? Mà nèo này cái xe này tưởng mình là người lái xe cơ nhưng mà cái người đằng trước người ta lái anh em ạ, ấn mãi không được. Tiếp tục di chuyển. Đây là một cái con game dạng sinh tồn diệt zombie. Game này của Lightspeed anh em nha. Nhà phát hành các cái tựa game rất là đình đám, ví dụ như là tờ Fantasy. Rất nhiều những cái tựa game hot anh em ạ. Lightspeed thì là một cái hãng, một công ty con của Tencent, chuyên phát hành những cái tựa game của Tencent bản quốc tế em nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ build game này thì nó cũng giống như các cái tựa game kiểu sinh tồn khác thôi. Sinh tồn xây dựng công trình, xây dựng kiến trúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ xây dựng một cái máy gì đó ở phía này. Sản xuất. À, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi xây dựng các cái miếng gỗ để mà xây dựng cái ngôi nhà đơn giản ở giai đoạn đầu. Đấy, cái miếng gỗ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng. Đây là một cái mảnh đất chúng ta đã được cung cấp. Ở đây thì anh em sẽ tiến hành xây dựng. Đơn giản là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì nữa nhỉ? À, đây là cái tủ tủ gỗ. Bây giờ thì sẽ tiếp tục với ấy cái tủ. Cái này tủ này thì chắc là để vừa một cái quần đây anh em. Dùng được luôn. À. Bỏ vào. Đấy. Nên là cái tủ đựng đồ tạm thời của anh em nha. Tạo thêm một cái cửa. Bây giờ thì chúng ta sẽ sản xuất cái cửa đó. Cái cửa đó mất rồi. À đây phần lại đây chúng ta sẽ build cái cửa này. Đây là có hẳn một cái kho. Đấy chà, mấy cái miếng gỗ kia đánh nhẽ phải bỏ vào khu này anh em ạ. Mình để xây ra bên ngoài kia đâm là chỗ này nó hơi bị trống. Có thu hồi được không nhỉ? À, chúng ta có thể là di chuyển. Không thể bỏ vào đây được à? Thế bỏ vào đâu? Không thể bỏ vào đây được. Thôi, làm nốt những cái nhiệm vụ cơ bản đã anh em nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tính sau.
Đấy, đơn giản là con game này nó sẽ là như vậy. Chống lại một đại dịch zombie, những người sống sót giết zombie để bảo vệ hành tinh. Đó thì xây dựng những cái công trình kiến trúc để mà là nơi để mà trú tránh mưa gió, rồi là xây dựng vũ khí, các cái nơi ở, đơn giản là như vậy. Nhưng anh em nào yêu thích cái dòng game sinh tồn thì đây là một con game không thể nào mà anh em bỏ lỡ được. Nó là một dòng game sinh tồn nên là các cái tính năng của game nó rất là đa dạng và phong phú nha. Nếu mà anh em hiểu tiếng Anh thì chơi nó sẽ dễ, nhưng mà không hiểu thì nhanh chán lắm anh em nhé. Nên là hiện tại thì anh em có thể là trải nghiệm cái tựa game này bản tiếng Anh để mà lấy cái tiền đề sắp tới bản tiếng Việt ra mắt, chơi nó sẽ dễ dàng hơn. Bản tiếng Việt thì mình nghe đâu đó bảo đồn cuối năm 2023 hay là cuối năm 2024 gì đó. Có thể là sẽ là cuối năm 2023 thôi anh em, chứ còn 2024 thì hơi căng. Cái này là chúng ta tiếp tục nấu ăn à? À không, mình sẽ là người ăn nha. Nhìn mấy cái món này có vẻ hấp dẫn phết đấy. Ô, lên level 7 rồi. Game này do Tencent phát triển làm ra nên là anh em yên tâm về chất lượng của game. Game rất tối ưu, game rất mượt và rất đẹp. Mình thì không phải là một fan của cái dòng game sinh tồn này. Chỉ là làm video để cho anh em nào thích cái tựa game dạng game như này thì có thể là tải về và trải nghiệm thôi. Anh em nhớ theo dõi hết cái video này để mà tải thành công nha. Tại vì là tải và chơi thì khá lằng nhằng. Không xem hết cái video là anh em có thể là tải và chơi cái tựa game này thành công thôi. Ô, ở kia có con thỏ này. Con thỏ với con cáo à. Một cái khó chịu của cái tựa game này đó là trong cái quá trình mà anh em login tài khoản vào game ý, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải fake IP. Còn trong suốt quá trình chơi thì chúng ta không cần nha. Chỉ cần cái đoạn fake IP cái lúc mà anh em login vào game thôi. Còn lại thì chúng ta có thể là không dùng đến cái phần mềm đó nữa, vẫn ok. Lần đầu thôi, chỉ lần đầu thôi, lần sau anh em vào game không cần phải fake gì cả, chơi vẫn đẹp. Game này nó sẽ cho anh em login bằng các cái tài khoản như Gazana, Facebook, Google và tài khoản của iOS. Không có tài khoản khách em nhé. Bản PC này nó khá là ok, chơi rất là tuyệt vời. Không biết là bản mobile nó sẽ ra sao. Anh em nào đang chơi bản mobile thì có thể là comment cảm nhận của anh em về tựa game này ở trên mobile. Tiếp tục là chúng ta sẽ xây dựng một cái gì đó nữa. À, BBQ à? Máy nướng. Rồi, đơn giản là gameplay nó như vậy. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em cách tải cái tựa game này trên PC và trên mobile. Mobile thì trên Android và iOS em nhé. Ở đây phần thư đây. Đây là phần quà của chúng ta. Nó cho anh em một cái xe này. Chúng ta sẽ nhận được một cái khẩu súng này. Đây là một khẩu súng tím đấy anh em nhé. Quà thì không biết là có ngon hay không, nhưng mà nó cho khá khá đấy anh em ạ. Mấy cái thư cơ. Rồi bây giờ thì sẽ đến cái phần tải em nhé. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn trên PC trước nha. PC thì nó cũng khá là dễ và đơn giản thôi. Đầu tiên anh em hãy truy cập vào cái website đó là ud.gazana.com. Đây website này, hoặc anh em có thể là click dưới phần mô tả của video. Nó sẽ hiện cái giao diện như này. Ở đây nó sẽ có 3 phần gồm Set Play của Android, App Store của iOS và Windows của PC. Anh em click vào phần Windows, nó sẽ tải một cái file về cho anh em, cái file EE của cái tựa game này. Sau khi mà tải thành công thì nó sẽ có một cái file EE với ở trong cái ổ mà anh em đã lưu cái file này nhá. Click 2 lần để mà bắt đầu tiến hành cài đặt game. Nếu mà click 2 lần mà nó không hiện ra cái quần què thì anh em chuột phải chọn Run Administrator cho mình nhá. Click 2 lần này. Ở đây thì mình đang cài game rồi nên là nó sẽ báo là ghi đè. Anh em ấn Next cho mình. Ấn Agree. Ở đây anh em hãy lựa chọn ổ. Tùy ổ anh em muốn chọn ổ nào còn dư nhiều dung lượng thì anh em cài ở cái ổ đó thôi. Thường thì cái ổ C nó là cái ổ ESD. Tốc độ đọc ghi của nó sẽ nhanh hơn cái ổ HDD. Tùy anh em lựa chọn nha. Ở đây thì mình đang cài ở cái ổ HDD. Ổ C của mình thì nó là cái ổ ESD đấy, nhưng mà dung lượng của nó không nhiều nên cài vào game này hơi căng. Game nó đòi dư 20GB dung lượng nha. Sau đó thì anh em ấn cái từ Install để bắt đầu cài đặt game. Sau khi mà cài đặt thành công cái file EEA đó, nó sẽ hiện ra cái giao diện là client của game. Nó sẽ tự động download cái data với dung lượng khoảng tầm 9GB. Anh em chờ nó tải xong rồi nó sẽ hiện ra cái chữ đó là Start Game. Ấn cái từ Start Game để bắt đầu vào game. Trước khi mà ấn cái từ Start Game, đối với những cái người mới nha, mới bắt đầu vào đăng nhập game ấy, anh em sẽ tải thêm cho mình một cái phần mềm nữa. Đó là cái phần mềm Shopeaser VPN Client Manager. Cái này thì ở trên Google chúng ta có, anh em có thể là lên đó để mà tải về. Ở trên
YouTube nó có những cái video hướng dẫn anh em cách cài đặt cái phần mềm này, anh em có thể theo dõi nha. Mình sẽ không làm cái hướng dẫn cách cài đặt cái phần mềm Shop Easer ở đâu nha, anh em chủ động thôi. Đấy, nhớ là mở trước và chọn cái server của Thái Lan. Anh em tìm server của Thái Lan ở đây nó còn sống thì anh em lựa chọn vào cho mình. Đâu rồi, Thái Lan đâu mất rồi. Đây đây, Thái Lan đây này. Anh em hãy click hai lần vào đó để bắt đầu nó kết nối với IP của Thái Lan. Và chúng ta ấn cái từ Start Game để bắt đầu vào chiến game. Còn đối với Set Play hay là App Store thì anh em sẽ bắt buộc phải fake IP ở trên Android này. iOS thì anh em phải chuyển vùng. Và chuyển vùng fake IP sang khu vực của Singapore nha. Bây giờ thì mình sẽ có cái video hướng dẫn anh em cách fake IP và chuyển vùng sang Singapore cho nó chi tiết nhất. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Rồi ok, ở trên thiết bị iOS thì chúng ta sẽ tải cái tựa game này như nào. Đầu tiên là anh em sẽ lên cho mình cái App Store này, App Store của iOS nha. Sau đó thì ấn vào cái avatar của anh em và anh em click ngay vào cái tài khoản iCloud của anh em nha. Đấy, click vào đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển vùng sang Singapore để mà có thể là tải cái tựa game này. Rồi ok, sau đó thì anh em hãy lựa chọn cho mình cái phần country region. Click vào đó em nha. Chuyển vùng vào cái iOS thì anh em không còn lạ nữa rồi, rất là đơn giản. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn cái phần country region ở đây thì em lựa chọn cho mình cái từ Singapore. Singapore của nó thì đây rồi. Em cứ tìm cái đầu chữ S là được nha. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn cho mình cái từ agree này, sau đó thì tiếp tục agree lần hai. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn năm này và ở đây anh em lựa chọn cho mình đó là Hà Nội. Anh em cứ ghi y hệt cho mình như này nhá. Postcode ở đây thì anh em ghi cho mình là 10.000. Sau đó thì anh em sẽ ghi số điện thoại ở đây cho mình. Sau đó thì anh em ấn next cho mình nha. Postcode ở đây mà nó sai thì em có thể là lên cho mình 100.000. Rồi ok, 100.000 đã thành công. Anh em chỉ cần ghi y hệt như này là chúng ta có thể là chuyển vùng iOS của chúng ta sang sang của Singapore nha. Ở trên Set Play, anh em vào Set Play tải cho mình cái phần mềm đó là Kiwi đi. Kiwi VPN nha. Đấy, do đó thì anh em hãy lựa chọn cái phần mềm góc trên cùng của tay phải chúng ta với cái chữ 2020 nền vàng chữ trắng em nhé. Sau đó thì cài đặt cái phần mềm Kiwi cho mình. Sau đó thì anh em hãy open và mở ra để mà chuyển vùng sang khu vực của Singapore. Đấy, ấn vào cái phần location này, ấn vào phần Singapore này và ấn từ collect này. Ok, bây giờ thì nó sẽ kết nối với Singapore. Singapore nha. Rồi. Để nhiên cái phần mềm Kiwi đó nó chạy ẩn, sau đó thì anh em hãy ấn vào cái phần Play Store, sau đó thì ấn vào cái phần App Install. Hoặc là anh em vào cái phần Google Play để mà bắt đầu xóa toàn bộ cái dữ liệu của Play Store đi. Google Play Store nha. Xóa hết toàn bộ đi cho mình. Sau đó thì anh em hãy nếu mà đối với anh em nào mà chưa có hai cái tài khoản Google Play ấy, thì anh em vào phần Setting, sau đó thì thêm cho mình một cái tài khoản Google thứ hai vào. Và cái phần Account này, sau đó thì thêm cho mình một cái tài khoản Google thứ hai nha. Mình đã có sẵn một cái tài khoản Google rồi và anh em thêm cho mình cái tài khoản thứ hai vào. Đấy, thêm cái tài khoản Google thứ hai vào cho mình. Cái tài khoản Google thứ hai thêm vào để làm gì? Thêm vào để đề phòng là nếu với cái tài khoản Google đầu tiên mà nó không fake IP được thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái tài khoản Google thứ hai nha. Ok, đến với Play Store của chúng ta. Đấy, vào lại Play Store. Rồi nó chờ nó một xíu. Đối với những cái tài khoản nào mà vào phát này nó chưa chuyển vùng sang của Singapore nha. Đấy, nó chưa fake IP sang Singapore thì anh em có thể là check bằng cách là vào cái phần top game này. Nếu mà có những cái tựa game Việt Nam ví dụ như là Free Fire hay là Liên Quân các thứ ấy, thì chúng ta chưa fake IP thành công và anh em sẽ click góc trên cùng của tay phải với cái avatar tài khoản của anh em. Sau đó thì anh em sẽ chuyển sang cái tài khoản thứ hai nha, chuyển sang cái tài khoản Google thứ hai để mà nó fake IP thành công. Ở đây thì mình tài khoản Google này nó đã có sẵn, nó đã là sẵn của IP Singapore rồi. Đây bây giờ là mình một với một cái tài khoản đầu của mình thôi, Google đầu của mình thôi là nó đã fake IP thành công rồi.